Tiền trao cháo múc, các On Delivery, 1992 là một bộ phim thuộc thể loại 18 cộng Hồng Kông của đạo diễn Đổng Nghệ Minh với sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng như Nhậm Đạt Hoa, Ngô Quân, Dư, Diệp Ngọc Khanh, Châu Văn Kiện. Nội dung bộ phim Tiền trao cháo múc, các On Delivery, 1992. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện Đạt Hoa vào vai một tên luật sư đẻo can chỉ biết đến tiền, luôn muốn kiếm tiền bằng cách lách luật cho nên chính vì vậy mà hắn ta đã học tập để lấy được bằng luật sư mọi thứ từ những yêu cầu của những tay đại gia giàu có giúp cho họ vượt qua mọi rào cản của pháp luật liệu tên luật sư xấu xa này có nhận được quả đắng hay không xoay quanh nhân vật chính là một người phụ nữ tìm đến thuê một chàng trai về làm trai bao để có thể mang bầu với mong ước trở thành một bà mẹ thật sự còn phía trai bao thì anh ta lại thương cô nàng luật sư của mình chuyện bắt đầu trở nên rối ren khi người chồng phát hiện rằng mình đã bị cắm sừng